con xin Bồ Tát từ bi đưa con qua khỏi bên mê cuộc đời. Con quỳ trước tượng Di Đà ăn năn sám hối lỗi lầm gây ra. Ngày qua cuộc sống vô minh trôi trong sinh tử biết bao nhiêu lần rồi. Con nguyện tu tập trọn đời cầu theo bên giác thiền từ nương hoa. Quan Âm cứu khổ lắm mê giúp con thoát nạn nhiều lần lắm. Quanh quyến thuộc họ hàng nào ai biết trước tận người ra đi. Vậy mà đời sống ngu si chấp mê bác mù tìm đường đi tới khi gặp quý vô thường tiền cao như núi cũng đành buông xuôi. Hỏi đời là gì? Đời là cát bụi, đời là không. Vậy mà đời sống ngu si chấp mê bát ngộ tìm đường. Con xin Bồ Tát từ bi đưa con qua khỏi bên mê cuộc đời. Con quỳ trước tượng Di Đà ăn năn sám hối lỗi lầm gây ra. Ngày qua cuộc sống vô minh trôi trong sinh tử biết bao nhiêu lần rồi. Con nguyện tu tập trọn đời cầu theo bên giác thiền từ nương hoa. Quan Âm cứu khổ lắm mê giúp con thoát nạn nhiều lần lắm. Quanh quyến thuộc họ hàng nào ai biết trước tận người ra đi. Vậy mà đời sống ngu si chấp mê bác ngủ tìm đường đi tới khi gặp quý vô thường tiền cao như núi cũng đành buông xuôi. Con xin Bồ Tát từ bi đưa con qua khỏi bên mê cuộc đời. Con quỳ trước tượng Di Đà ăn năn sám hối lỗi lầm gây ra. Ngày qua cuộc sống vô minh rồi trong sinh tử biết bao nhiêu lần rồi. Con nguyện tu tập trọn đời cầu theo bên giác
thiên từ nương qua. Quan Âm cứu khổ lắm mê, giúp con thoát nạn nhiều lần lắm thương. Nhìn quanh quyến thuộc họ hàng, nào ai biết trước tận người ra đi. Vậy mà đời sống ngu si, chấp mê bác ngủ tìm đường bi thương. Tới khi gặp quý vô thường, tiền cao như núi cũng đành quý vô thường, tiền cao như núi. Cũng đành.